top 5 cổ phiếu được nước ngoài săn đón nhất năm 2022. Phần 5, PNG, cổ phiếu số 1 trong cái lĩnh vực bán lẻ trang sức. Về phần giá chênh thì nước ngoài sẵn sàng trả cao hơn 7% so với giá thị trường ngày 20 tháng 9 năm 2022. Lý do hấp dẫn thứ nhất là PNG là doanh nghiệp số 1 mảng kinh doanh bán lẻ trang sức đầy tiềm năng, và nó đang tiến những cái bước rất vững chắc để có thể dần trở thành một doanh nghiệp độc quyền trong cái lĩnh vực này, khi hiện nay nó chiếm khoảng độ 35% thị phần cái mảng trang sức có thương hiệu, còn cách đây vài năm thì nó chiếm chỉ khoảng độ 15-20% thôi. Và trong tương lai thì PLG hoàn toàn có thể thống lĩnh cái mảng kinh doanh tuyệt vời này. Rồi là lý do hấp dẫn thứ hai, đó là tài chính của PNG rất lành mạnh. Tính đến cuối năm 2022 thì nợ vay của PNG, nợ vay ròng hoàn toàn có thể về không, và cái hiệu quả kinh doanh của nó rất cao trên vốn chủ sở hữu, với cái ROE tức là hiệu quả sinh lời trên vốn chủ sở hữu lên đến gần 30% một năm. Rồi yếu tố hấp dẫn thứ ba, đó là định giá của PNG cho cuối năm 2022 thì chỉ khoảng độ PE bằng 14-14.5 lần, thì là một mức rất hấp dẫn đối với một cổ phiếu độc quyền và có vị thế mạnh mẽ như PNG. Còn về triển vọng của PNG, đó là tăng trưởng ổn định, dự báo là từ 10-15% trên năm trong khoảng 5 năm tới. Thì trên đây là những cái lý do mà PNG rất hấp dẫn đối với nhà đầu tư nước ngoài.